Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Quyền cần chuột, bảo tồn nghề truyền thống làm lạp sưởng tươi. Hà Nội quyết thu hồi 23 dự án treo. Tình thế giới, Liên hợp quốc cảnh báo khó đạt được mục tiêu khí hậu đề ra. Thưa quý vị, năm 2013 là năm đầu tiên ngày 9 tháng 11 trở thành ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Và tại Long An, các địa phương trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày pháp luật Việt Nam. Tin từ quyền Đức Hòa và Cần Duộc. Quyền Đức Hòa được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chọn làm điểm tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật Việt Nam. Tại đây, các đại biểu đã được tìm hiểu về ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam được thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 đến nay, các nhiệm vụ vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong lực lượng vũ trang. Buổi sinh hoạt ngày pháp luật còn tổ chức trò chơi pháp luật và thuyết trình về những chủ đề nổi trội liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật tác hại rượu bia, nghị định 100, chế trò của thế hệ trẻ trong việc tuyên truyền pháp luật, Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự Quyện đã trao giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật của lực lượng chủ trang quyền năm 2022. Quỹ ban nhân dân huyện Cần Duộc cũng vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 và tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật. Qua 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, trên địa bàn Quyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công viên chức và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2013 đến nay, huyện tổ chức 66 hội nghị lớp tập quấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 6.800 lượt đại biểu. Bên cạnh đó, xây dựng được 111 tủ sách pháp luật tại quyện xã Thị Trấn và trường học phục vụ tốt cho việc tuyên truyền pháp luật. Dịp này, Quỹ ban nhân dân quyện tặng giấy khen cho 10 tập thể cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quyện. Tại thành phố Tân An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng vừa có buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên với chủ đề Thanh niên chế chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Tại buổi đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt ra 16 câu hỏi xoay quanh những vấn đề như cơ hội trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế số, làm thế nào để tham gia chuyển đổi số đảm bảo an toàn thông tin, giải pháp giúp thanh niên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Các vấn đề đặt ra đã được các ban ngành của thành phố giải trình một cách thỏa đáng. Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, mong muốn đoàn viên thanh niên tiếp tục thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, trong đó có công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, góp phần cùng thành phố Tân An xây dựng chính quyền số. Thưa quý vị, Công an huyện Bến Lức vừa tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến của nhân dân với sự tham gia của hơn 100 người dân trên địa bàn các xã Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp, thành phố và Tân Vũ. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tôn trọng và lắng nghe, diễn đàn đã nhận được 10 lượt ý kiến đóng góp trao đổi của nhân dân về những vấn đề liên quan đến tình hình kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cải cách hành chính, căn cứ công dân, mã định danh hiện tử, đạo đức lối sống, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân là cầu nối giữa công an với nhân dân qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an bản lĩnh nhân dân vì nhân dân phục vụ Mới đây tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Quá, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất kẹo khóm trong chế biến nông sản. Thông qua đề án, cơ sở đã được hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo khớm từ khâu sên kẹo, cán ép định hình sản phẩm, cắt kẹo cho đến khâu đóng gói kẹo thành phẩm với quy mô làm ra từ 50 đến 100 kg kẹo thành phẩm một ngày. Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 250 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí đề án khuyến công địa phương năm 2022 hỗ trợ 125 triệu đồng. Đây là sản phẩm đã được quyện thẩm định và đang lập hồ sơ đề nghị hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp cấp các tỉnh. Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, quyện Thạnh Quá tiếp tục đầu tư phát triển bền dẫn các dùng chuyên canh nông sản như khoai mỡ, dưa hấu, chanh không hạt và cây khóm. Hiện khóm được trồng ở xã Tân Tây với diện tích khoảng 300 hecta. Thưa quý vị, trải qua bao thăng trầm đến nay, nghề sản xuất lạp xưởng tươi ở quyện Cần Chuột vẫn được duy trì. Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển bền vững nghề trong bối cảnh đô thị quá hiện nay thì vẫn còn là một thách thức. Nghề sản xuất lạp xưởng tươi xuất hiện tại thị trấn Cần Dục cách đây khoảng 80 năm, trong đó tập trung nhiều nhất ở khu phố Trị Yên. Hiện nay, nghề vẫn đang tiếp tục phát triển, tuy nhiên số lượng cơ sở làm lạp xưởng hiện nay giảm đi nhiều. Tại thị trấn Cần Chuột, hiện chỉ còn khoảng 10 hộ làm nghề. Ghi nhận tại cơ sở lạp xưởng Hữu Châu, một trong số cơ sở làm lạp xưởng lâu đời có tiếng tại thị trấn Cần Chuột còn được duy trì cho đến nay. Mặc dù các sản phẩm ở cơ sở đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường, mỗi tháng cung cấp cho thị trường hơn 800 kg lạp xưởng. Tuy nhiên, song song đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho việc phát triển lạp xưởng hiện nay. Theo cái cơ sở của chị thì trong quá trình chị làm thì chị cũng mong được sự hỗ trợ của các cấp trên và các những ban lãnh đạo để hỗ trợ cho cơ sở được phát triển bằng máy móc thiết bị này nọ để nó phát triển tối cao theo công nghệ của hiện đại bây giờ. Do quá trình đô thị quá quá nhanh, dùng nguyên liệu dần mai một, thêm trời đó các sản phẩm làm ra còn gặp khó về thị trường tiêu thụ hay giống đầu tư, không chỉ tại cơ sở lạp xưởng Hữu Châu mà còn nhiều cơ sở lạp xưởng khác trên địa bàn cũng mong muốn dần tháo gỡ khó khăn này thì cô cũng muốn ba cơ sở ban ngành nó tạo điều kiện cho cô để cái làng nghề của lạc xưởng của huyện nhà này nó phát triển nó tốt hơn rồi à, à, thời gian tới thì cô sẽ tham gia à, về cái việc mà cô ốp của huyện à, nhà để đưa sản phẩm của mình nâng tầm cao hơn bên cạnh việc hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương Vừa qua, Hội đồng xét duyệt công nhận nghề truyền thống tỉnh đã thông qua xét duyệt công nhận nghề truyền thống đối với nghề sản xuất lạp xưởng tươi tại khu phố Trị Yên, thị trấn Cần Duộc. Đây như hoạt động góp phần duy trì và bảo tồn nghề truyền thống. Người dân chủ yếu làm từ thủ công, rồi sử dụng các cái nguồn nhiên liệu, nguyên vật liệu thì nói chung cũng còn mang tính truyền thống, chưa mang cái tính bảo vệ môi trường cao. Do đó thời gian tới thì chủ ủy ban nhân quyền sẽ có cái tập trung hỗ trợ các cũng như là kiến nghị các sở ngành tỉnh hỗ trợ để cho các cơ sở này được tăng cường áp dụng các trang thiết bị hiện đại, máy móc hiện đại, từ đó sử dụng cái năng lượng nhất là những những cái năng lượng hiện đại như là từ mặt trời hay là từ các cái sử dụng những cái năng lượng mang tính chất bảo vệ môi trường nhiều hơn vào quá trình sản xuất để đảm bảo là vừa sản xuất phát triển tế mong rằng với sự đổi mới về cách thức phát triển nghề truyền thống làm lập xưởng tươi của chính quyền địa phương, tổ chức liên quan sẽ góp phần vào việc gia tăng được lợi ích của người làm nghề, qua đó tạo được sức hút với nghề cho thế hệ sau, cũng như là bảo tồn và phát huy được những giá trị đáng quý của nghề truyền thống hiện nay. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản số 8053 về việc công khai minh bạch thông tin xử lý đối với dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị Quỹ ban nhân dân các quận, quyện, thị xã chỉ đạo phòng ban đơn vị có liên quan và Quỹ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức công khai minh bạch thông tin xử lý trên phương tiện truyền thông địa phương như loa, đài phát thanh và tại địa điểm đất đối với 23 dự án mà Quỹ ban nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất cho thuê, chuyển mục đích sử dụng và chấm dứt hoạt động dự án. Theo báo cáo qua rà soát, toàn thành phố có hơn 700 dự án với hơn 5.000 hecta chậm triển khai. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, tổng hợp để phân thành hai hệ thống dự án chưa được giao đất và đã được giao đất nhưng chậm triển khai. Thưa quý vị, tại Trung tâm Hoạt động văn hóa Khoa học Văn biếu Quốc tự giám, Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Diện Nguồn lực văn hóa Hàn Quốc tổ chức cuộc thi và trưng bày danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc. Đây là hoạt động nằm trong chủ sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc năm 1992 2022. Từ hơn 100 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã lựa chọn ra 15 giới các ngữ cảnh khác nhau, có nội dung sâu sắc và đi vào thời đại để các thí sinh thể hiện trên thư pháp Hàn Quốc. Cuộc thi có sự tham gia của 100 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn từ các trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sử dụng nghiên mực nam bô bero -e và giấy hanji truyền thống của Hàn Quốc để thể hiện tác phẩm của mình thông qua sự kiện ban tổ chức mong muốn giới trẻ Việt Nam hiểu hơn về văn hóa truyền thống Hàn Quốc cũng như lịch sử văn hóa của hai đất nước và tư tưởng của danh nhân văn hóa thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh những cái câu nói của bác Hồ sẽ là như là cái phương châm để các em phấn đấu vươn lên ví dụ như là gian gian an, rèn luyện mới thành công hoặc là Đức phải có chiếc tài hoặc là mang tính chất vĩ mô hơn văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Những châm ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tự hào của người Hàn Quốc về nghệ thuật thư pháp đặc trưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sân chơi cho các bạn trẻ hiểu hơn về văn hóa giữa hai nước, từ đó tạo nên sự giao lưu và thắt chặt thêm nữa quan hệ giữa hai nước. Tại Hàn Quốc, tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch ra tiếng Hàn Quốc và thu hút được nhiều độc giả nước này chú ý. Sau cuộc thi từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, triển lãm danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Những tác phẩm đoạt giải sẽ được thể hiện trên điêu khắc gỗ viết trên giấy cùng với văn phòng tứ bảo gồm giấy, mực, bút và nghiêng là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc. Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy, nếu các quốc gia trên thế giới hoàn thành cam kết khí hậu hiện nay, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ vẫn tăng 10,6% vào năm 2030 so với cấp mức của năm 2010. Thế giới có khả năng khó đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra và các chuyên gia kêu gọi tăng cường hành động ngay lập tức. Theo báo cáo, các cam kết khí hậu quốc tế vẫn còn quá yếu để có thể giúp thế giới đạt mục tiêu kiềm chế nhiệt độ tăng ở 1,5 độ C. Ngược lại, thế giới đang trong lộ trình ấm lên 2,5 độ C vào năm 2100. Giới chuyên gia nhận định, thực trạng thế giới phải chặt chật ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khi mức nhiệt mới tăng lên 1,2 độ C, đã cho thấy cách nỗ lực hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính là chưa đủ. Dù vậy, nếu kiềm chế được mức tăng khí thải ở 10,6% vào năm 2030, cũng sẽ được coi là một tiến bộ nhỏ vì đã giảm so với mức 13,7% trong ước tính trước đây của Liên Hợp Quốc. Báo cáo của Liên Hợp Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới đến tham dự hội nghị COP27 diễn ra tại Ai Cập từ ngày 6 đến 18 tháng 11. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang tiếp tục giảm trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ. Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ đương kim tổng thống Mỹ đã giảm từ 44% trong tháng 8 xuống còn 40% chạm cận dưới mức dao động bình quân trong những tháng gần đây là từ 40 đến 42%. Theo số liệu được hãng Gallup vừa công bố, có tới 56% người Mỹ được hỏi không tán thành cách điều hành của Tổng thống Biden trong thời gian qua một cuộc thăm dò khác do hãng Reuters và Ipsos tiến hành cũng cho thấy mức độ ủng hộ mới nhất của công chúng Mỹ dành cho Tổng thống Biden chỉ là 39%, gần chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ. Dù vẫn chia rẽ về việc áp trần giá khí đốt, nhưng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tháng 11 để có thể sớm thông qua gói các biện pháp khẩn cấp về năng lượng liên minh châu âu đặt mục tiêu giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay tại lục địa già theo ông joseph sikela bộ trưởng công nghiệp và thương mại cộng hòa séc đồng thời là chủ tịch luân phiên hội đồng bộ trưởng châu âu mục tiêu cuộc họp sắp tới của liên minh châu âu là nhằm đảm bảo gói các biện pháp khẩn cấp về năng lượng sẽ đi đúng hướng Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về có biện pháp khẩn cấp và được ủy ban cho Âu đưa ra trong tuần này. Trong đó có việc các nước sẽ mua chung khí đốt và cùng áp dụng khung giá chuẩn đối với khí tự nhiên quá lỏng nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ngân hàng Trung ương Canada đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm. Đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp trong năm nay của xứ sở Lafon, cùng lời cảnh báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ chững lại trong thời gian tới. Động thái này của Ngân hàng Trung ương Canada đã đưa lãi suất của Canada lên mức 3,75% lần đầu tiên kể từ năm 2008. Ngân hàng Trung ương Canada nhấn mạnh rằng lãi suất có thể sẽ cần phải tăng hơn nữa để kiểm soát lạm phát, nhưng cũng lưu ý rằng chi phí đi dài cao hơn đã và đang bóp nghẹt nền kinh tế. Với 6 lần tăng lãi suất kể từ tháng 3, Canada đang trải qua một trong những chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất từ trước đến nay. Ngân hàng Trung ương Canada cho biết, tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đang trở nên rõ ràng ở các khu vực nhạy cảm với lãi suất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.